Ở đời nhiều đứa cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Mà có khi tao phải kiếm vợ cho bố tao. Chứ ở gần cái đứa như mày, có khi lại lây cái tính dở người. Hay là mày có gì với ông ấy rồi? Biết rút tiền không? Chăm sóc kỹ cho bố tao. Mày muốn rút bao nhiêu cũng được. Báo cáo, thư ký Lương Phong Vũ có mặt. Giường này có phải của đồng chí không? Báo cáo, đúng ạ. Là sĩ quan trẻ, mới ra trường, mà việc chấp hành chế độ nề nếp như thế này là chưa gương mẫu. Báo cáo thủ trưởng, tôi sẽ rút kinh nghiệm, mong thủ trưởng bỏ qua. Còn nữa, hôm tôi cung cấp số điện thoại của mình cho bà con để làm đường dây nóng mới, thì tin nhắn phản ánh đầu tiên chính là liên quan đến đồng chí đấy. Đồng chí Hưng. Có tôi. Đọc tin nhắn. Bỏ nó ra. Bố mày không cha. Nợ tiền bố mẹ thằng Cương. Thằng Cương nó phải bắt vợ về để trừ nợ chứ. Gia đình mình sướng sớm như thế này, mày phải để cho người khác sướng như nhà mày chứ. Đi vào bè ngồi đi. Tôi đang muốn thời gian tới đây, chúng ta sẽ tạo cơ chế mới cho hai đội, đội trinh sát, đội phòng chống ma túy và tội phạm. Và mục tiêu của tôi là trong thời gian ngắn nhất, chúng ta sẽ xóa bỏ được điểm đen A Xá. Và để hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cần huy động tối đa tất cả các nguồn lực. Việc này hai anh tính thế nào? Theo tôi, trong thời gian tới, chúng ta sẽ không phân công thực hiện nhiệm vụ cho hai đội nghiệp vụ. Những đội khác sẽ phải tăng cường. Và ban chỉ huy sẽ cùng nghiên cứu tìm ra một lịch công tác mới phù hợp hơn. Khó đấy.